sự cảm nhận là rất là hồi hộp, rất là lo lắng. Thì lần đầu tiên mà Hà tham gia với fashion show, cũng là lần đầu tiên mà Hà Tân tham gia một fashion show, cho nên là bản thân Hà thì Hà cũng đặt rất là nhiều kỳ vọng. Thì thực sự là Hà đến với thời trang đây không phải là cái công việc nó mới mẻ. Hà đến với thời trang cũng giống như là cái việc thiết kế cũng đã 7 năm rồi, và thử nghiệm bằng một cái thương hiệu tên là She. Và sau khi 3 năm có kinh nghiệm và sản xuất thì Hà đã cho ra thương hiệu Hà Tân. Và năm nay Hà Tân được 4 năm rồi. Hầu hết tất cả những thiết kế của Hà Tân đều do Hà lead và thiết kế, từ cái phần mà thiết kế đến phần mà chọn chất liệu và cái phần sản xuất.